the boys in recess dared me to eat ants. What was I supposed to do? Everyone was watching. So I was not gonna let the girls down. So I acted like I'd done this a million times. Made funny faces, looked monster-like. I think they knew what was about to happen. So just like that, I grabbed a few, put them in my mouth, and ate them! It was not that bad. It's not like you can taste their guts or nothing. It's more like eating a sugar packet. The boys freaked out, screaming and yelling like girls. Now they're daring me to eat a lizard. I don't think I can pull that one off. I know it's not going to be eating a sugar packet. Tội của không? Con đi chợ con mua câu cho nội. Ngon hả? Dạ. Hát này ngon. Hey, thằng bà cô chú coi cheerleader nè. À, nhảy nữa, có nhạc nhảy nữa là vô luôn. Quá trời đẹp luôn á. Increase that flexibility and just give us that time that we need to relax and let our bodies decompress. Yoga hay gì vậy? Tự động mở lên, tự động học tập yoga luôn không bà cô chú, có được đời không? Good, exhale as they come down. Now we're going to try to stretch. Again, keeping those shoulders nice and relaxed, roll back. And breathing. Breathing. Bơi luôn. Ông bà cứ chưa cởi cờ uống nè. Trời ơi, uống lần hai bên luôn, một bên vị chuối, một bên vị dâu. Rồi cái vị nó ra như thế nào? Ra dâu chuối à? Ra dâu chuối. Ngon quá ta. It tastes like a mystery. It tastes like a mystery? Uh-huh. Oh wow. Nó nói là cái vị giống y chang như là một cái mystery, là một cái gì đó rất là bí ẩn, bí mật. Hey, mà bữa giờ gia đình mình còn mấy cái bò lá lốt nè, với lại cái chả giò của mẹ đó, nên là mình lấy ra ăn luôn cho nó mau hết. Với lại cũng còn mấy cái nem nướng nè, là một cái dĩa bánh tráng luôn, nên mình cuốn bánh tráng ăn cả nhà. Hello, 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 xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào các bạn. Rồi, mời tất cả mọi người cùng ăn cuốn bánh tráng hôm nay với Ngọc và gia đình nha. Rồi, hôm nay ngày Chủ nhật nên là gia đình cũng ở nhà nghỉ ngơi. Xung hợp. Chay thì cha sáng nay đi học cái lớp diễn xuất mỗi Chủ nhật, ngày nào cũng 11 giờ tới 12 giờ đi học. Xong rồi cái về nhà, ở nhà nghỉ ngơi chơi, rồi ba chẳng đi đi công viên nữa. Ok, thôi bây giờ mời cả nhà mình nha. Rồi bây giờ mời cả mọi người dùng chung với gia đình mình nha. Mời cả nhà. Mọi người thấy cháu ngoại mình hôm nay bận cái đồng đấy lạ không? Rồi. Sáng hôm nay là chơi đi học diễn xuất, đi học diễn xuất đó cả nhà. Rồi cô giáo mới tặng cho cây cái áo này hả con hả? Cô giáo nói diễn xuất hay quá, cô giáo tặng cho cái áo nè. Với hai cái bông liễu múa vậy nè hả con ha. Hai bông liễu đấm luôn rồi cả nhà ơi. Về cái chạy thẳng vô ngoài ngoại ngoại. Còn lại hôm nay con cô nói con diễn giỏi quá, cô cho con bộ đồ mới nè. Quá trời. Cái bánh này là cái bánh ấy rồi, bánh này là cái bánh không được hả? Chay thì nó lên nó rất vui với cái phần mà bánh mà cái rế của cái bánh giò rồi bánh chê gì đó, chả giò này nè. Chả giò chiên. À, khoái cái đó lắm. Cho nguyên một cái dĩa bự luôn bà cô chú. Cả nhà ơi. Mà đúng là ăn cái nem nướng này. Yeah, so I wanted one with the lettuce, the this, okay. and the yeah. Egg roll. Okay. Oh, two of them. Wow. One, just one. What you mean? Why you say that? Wow. And the egg roll. Two of them together. Mm-hmm. Rồi bỏ vậy hả? Chồng mà bắt đầu ăn gì? Ăn lạ. Đúng rồi, ăn ba này đây nè. Đúng rồi. Thôi ăn vậy đi, khỏi coi. Don't eat that with that. That'll be too much crunchy.
Rồi, ok. Nghe ngon nè. Ừ. Ok. Cảm ơn bỏ. Ngon quá. Trời ơi, trời ngọt ngào. Như phí lùi. Nghe nổi dây gà. Nổi dây gà, cảm ơn vợ. Đây nó nhìn ba nó. Mà nói gì chạy coi cho đưa nhìn. Bombastic side eye. Cảm ơn vợ. Nó kêu mẹ làm sao chơi? Nó nói mẹ làm sao? Mami sao ăn mẹ con là... phải yêu. Hả? Con làm cho mẹ cái hả? Thôi thôi thôi, nó trộn rộn lắm. Trộn rộn lắm. Này đủ thứ loại rau luôn ha. Cải vừa. Thôi thôi thôi. Mời cả nhà nha. Trời ơi, đủ loại rau luôn á. Có cái gì đó lá cóc nữa nè. Lá cóc thơm lắm luôn. Cóc ngoài vườn nữa nè. Mời cả nhà mình. Cái gì chứ lâu lâu thì bánh tráng cuốn cả nhà, bánh tráng cuốn rồi đó là món ruột của Ngọc. Bữa là tính ăn thịt heo cuốn bánh tráng hết chứ. Ngon quá. Nhưng mà tôi suy nghĩ thôi thôi cả nhà, còn cái này nhiều quá mà mình để lâu quá không tốt. Thôi mình ăn cho ăn hết. Bữa nay là ăn rau ngoài vườn mình không à. Lá quế nè. Có vài lá húng cây. Rồi có mấy ngày lại quên này, lại gì quên, em cứ quên này hoài. Tứ tô. Tứ tô. Từ bữa hôm nay chị chồng ở Việt Nam có không có dưa leo, có dưa leo là quên rồi. Quên cắt. Từ rồi mới trồng đây lại có khoảng chừng được đo gần cả tháng này chứ mấy bạn hả? Là trồng lại ba cái này nè. Rau muống nè, bên đây cũng có ăn rồi nè. Rau thơm cũng có rồi nè. Đó. Rồi lá cóc non bên đây cũng có nè. Rồi cây tâm thất kim thất tai. Kim thất tai cũng có lại rồi nè. Đó, ngon lành luôn. Một vài bữa nữa kia mới đã. Cái rau muống mẹ em gieo không mẹ á. Ngon quá trời. Anh muốn ăn mắm á, chấm mắm á thì hôm nay cắt vô ăn được rồi. Hôm nay tại mình ăn cái bò lá lốt với nem nướng nên em không cắt rau muống. Chứ nếu mà cuốn bánh tráng, thịt heo, thịt luộc á thì cắt rau muống vô cho anh cuốn được. Wow. Ăn mấy cái món này cuốn với rau muống nó không có hợp. Ngon con. Ôi, uống gì đây? Uống xanh đặc tay. Rồi, đặc tay. Giỏi lắm mà. Ăn ngon. Nãy có chị đi đi gọi hỏi cho con. Chị ơi, rồi con hàng. Mà chị không phải, chị nhận được hàng order rồi. Chị nói chị thích, chị thích cái mùi dầu thơm màu hồng lắm. Ừ. Cái con cúp máy cho chị đó. Cái nó hỏi con nè mẹ, cái cô đó, cô nó cũng thích xì beo rồi phải hay đó, giống như con luôn, thuộc hết trơn luôn. Bữa hôm qua nó cũng hỏi mẹ nó, mẹ cho con mượn cái chai xì beo tờ đi vô xin kia bạn gái ở trong phòng đó. Hai đứa biết luôn, nó nói xong quanh cứ xong quanh lại cái xì beo luôn. Có ai đó thích xì beo rồi hả? Con ngoại cũng thần tượng lắm, thần tượng của xì beo lồ. Ngoại còn chưa thuộc cái tâm dầu nó, ngoại cũng vậy. Ông bà muốn chú bà muốn tên á. Đó là bán chai dầu thơm mà chai nó thích là biết liền. Nó nói chai chai màu hồng, chai màu đỏ. Bán chai nào chai nó thích. Không có mùi thơm của phụ nữ thì ba không có xịt bao biết cho, mà ra cái mùi thơm của đàn ông như ba ha. Ba xịt là ba thấy cái mùi đó là ba thấy ba thích rồi. 10 điểm à? 10 điểm. Nhưng mà ba đây ba xịt rất là nhiều, cái tính ba là ba xịt giàu hàng dữ lắm. Đặt cái đó người ta xịt ra xịt xịt đây đây chút xíu ở đây ha. Mà ba xịt cùng ở trong. Tôi tính như xịt phòng vậy ba. Xịt phòng nữa. Rồi nha. Không. Bữa giờ cái chừng nào mà anh bảo anh có dịp về về Bến Tre mẹ, đó anh bảo đem chai dầu thơm xuống cái mạ mộ của ông ngoại. Xịt cho ông ngoại hả? Nhờ xịt cái chai dầu thơm chai lớn của mình á. Để lên cho ông ngoại. Để lên cho ông ngoại. Trời ơi, ông ngoại lúc còn sống ông khoái dầu thơm lắm. Mà trời ơi. Tới bây giờ con cháu ra dầu thơm rồi. Là dầu thơm là xài vi luôn thoải mái luôn. Cuối cùng ông ngoại còn sống. Bữa có một chị hay một cô gì công minh nhỏ đó. Nó học hồi xưa ông ngoại thích dầu thơm. Đóng mơ mốt quá cho ông ngoại chơi dầu thơm. Trời ơi, ông thích dầu thơm mà. Bán thích một cái ông thích cái người rồi. Ông xịt. Ổng mà đi đâu mà ổng cầm dây dầu thơm, ổng xịt bất cười lắm. Ổng để từ xa vậy nè. Ổng làm vậy thì ổng xịt không nghĩ trong nhà luôn. Ê, bất cười với ổng thiệt. Ổng nè. Ông cố con hả? Ông cố nè. Vậy như còn nhớ ông cố nè. Ông cố mình đó. Biết không, không biết ông cố mình không? Ông cố mình là chưa mày còn nhỏ mẹ ở với ông cố đó. Thôi, em nắm những cái.
Nè mẹ. One more should be good. Which one? The sausage, but with the chips instead of the egg. Ngon không con? Nguyên ngon không? Yeah, no. Quá ngon hả? Sắp tới Trung Thu rồi. Không biết anh Bảo đi về Bến Tre không? Không biết. Có. Cũng gần, hình như tuần sau. Hình như mai nè. Mình hả? Mai. Mai chứ. Hình như tuần sau. Thế nào sắp bánh Trung Thu gì thì lưng lắm hả? We're planning a trong sớm trong mình bê một ít bánh để Trung Thu cho cái thống sớm của mình đang ở có tổ chức anh trong có không có vậy năm nào không thấy cũng có làm á. Nghe ngăn nói là cô Bình nói để cô Bình đi về quê vô cô Bình tổ chức Trung Thu cho mấy đứa nhỏ sớm mình đi museum để lưu quá để xem họ không với nhau. Ok, hình như là năm ngoái No, we're gonna plan our trip. Có ba không? Có. Ủa vậy là con ba về chung cái lịch đó hả? Đúng rồi. Oh, Olivia's going to Legoland too on Halloween. That is very cool. Are they going the weekend of Halloween? Không, nhất đông. The weekend before? Có chắc một cô mới nói nhỏ vui. Oh, we're going on the 28th. Có chạy bên đây không có Trung Thu á chạy hả? Không, chạy vẫn đi chùa mày. À, nhớ không? À, à, không năm nay đi chùa với bà ngoại với ba đúng không? Năm nay để mà bà ngoại đi chùa đúng ngày nào để đi chùa á. Ờ để lên để đi Trung Thu con nhớ không? Trung Thu mà mấy sư cô dắt con đi vòng mà Tết Trung Thu ta dắt đèn đi chơi đó. Ồ đúng rồi. Nhớ không? Rồi giờ lại nhớ là đi năm nay để coi là mình đi nha. Sư cô nắm tay con dắt con đi vòng không? What? Moon festival. Remember, you guys went to the temple, mm-hmm. and then JD got some little lanterns and walked around the circle. Mm-hmm. Oh, yeah. When's that happen? Để nó mẹ coi ở trên chùa tổ chức ngày nào để mình đi nha. Cái đó gọi là Trung Thu Moon Festival. Vui lắm, con ở Việt Nam mà vui dữ lắm. Cái cầm đồng đèn coi thiệt tối thì vui. Nó ở Việt Nam biết vui mà ha. Cho ba cái bánh trắng mẹ. Rồi nhúng cho ba luôn. Nhúng 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 đi là đem theo bút viết giấy cái đi xuống với cái đám cỏ cái là kêu bạn lại tập trung vẽ hay ha vẽ chơi xong rồi tới rước đèn cái múa lân cái mình đi theo cái đoàn lân á mình đi vòng chùa ha mấy đứa con nít công nhận dễ á trời vui luôn chỉ cần nhìn nhau thôi là bắt đầu chơi nhau được rồi. Nói cái tuổi thơ bây giờ nó đã qua đi rồi 50-60 năm đi rồi. Bây giờ cái lớp trẻ nó lên rồi bây giờ cái lớp cháu rồi bây giờ nó lên nhưng mà mình nhớ những cái thời thơ ấu cái gì đó để đi qua rồi đó là những cái kỷ niệm này nó không bao giờ nó phai được hết á, nhất là những cái mùa là như Tết Trung Thu nè ha, rồi mùa Tết âm lịch ha, trời ơi nói thôi nó xôn xao nó nôn nóng gì đâu luôn. Hồi đó mà cái thời mà con Ngọc với anh Bảo còn nhỏ bằng như chơi chay giờ á, má cái năm nào cũng để dành tiền nha, để với ngọt với sao không biết á, Trung Thu á là hay bị mưa. Đúng rồi. Năm nào má cũng ngồi nói giấy ông trời cho đừng có mưa để cho mấy đứa nhỏ chơi Trung Thu cho vui. Mà hồi xưa á thì nói chung á bà ngoại mua đèn cầy cho tụi con chứ đâu có mua lồng đèn. Rồi cái gắn cây đèn cậy trên cái lon hoặc ráng cái muỗng dùa đồ vậy đó rồi cầm đi chạy vòng chơi chứ không có lồng đèn ở dưới quê xưa không có lồng đèn. Rồi sau này á
con Mận Chi Bảo lớn hơn, ba mới mua cho hai cái lồng đèn có cái bấm vô nó đờn nó nông. Sau này là con xài lồng đèn nó không mới mua cái lồng đèn điện tử rồi mới. Ba mua hai cái lồng đèn điện tử cho hai anh em. Mà hồi nói trẻ trong xã đó mà con trong ấp đó mà con đi chơi đó mà có hai cái lồng đèn điện tử nó cũng dữ lắm mà. Chứ ai đâu có đâu. Mà đi chơi là đi chơi trung thu mà đi chơi đốt đèn cày mới vui. Ừ. Đúng rồi. Có đứa đốt lá dừa nữa hồi xưa á. Mấy đứa con chị Năm á nó đốt lá dừa rồi chắc mình bó lá dừa luôn. Không có đèn trung thu còn bó lá dừa đâu. Vui lắm. Không, cái đó mới là cái vui á. Đúng rồi. Vui lắm á. So the thing about the Moon Festival is the moon cakes, right? Năm nay á thì nhà mình không có mua bánh trung thu mà hả? Không, thương mà quá trời. Được tặng nữa. Ừ, hồi năm rồi được tặng. Is there something actually with the moon? Is the moon like the a full moon? The moon is a full moon. Oh, okay, that's so that's fun. Thì Quỳnh thì ở Mỹ thì nào giờ không có cái trung thu con bà cô chú à. Này là mình đi chợ mà chợ châu Á của mình là bán bánh trung thu nhiều lắm. Đó có bán. I would have totally forgot that existed. Bánh trung thu của lồng đèn Miami. Ở bên Cali có. Ừ. Đúng rồi, có gì? Có lồng đèn rồi đó. Ở đây hình như cũng có bán nữa chứ. Mà không biết mấy sư cô kia có lồng đèn ở đâu mà có quá trời ship gửi cho mấy đứa nhỏ ha. Chắc sư cô ship Việt Nam qua. Cũng có. Có, bên bên này có mà. Bên này ở đâu á, chứ tại vì cái lồng đèn đó làm bằng lá bằng nhựa không à. Chưa thấy cái lồng đèn đó luôn. Coi bữa hổm. Bà hổm đi ra ly thấy đèn giấy nè hộp. Thế là cũng mua bằng giấy keo bán không chồng đó. Quên rồi, quên rồi. Bữa đi các chị Khánh Từ đi vô cái khu chợ đó. Nó mua bằng giấy, giống như trang bên Việt Nam mình không đúng. Những cái tiểu bang mà có nhiều người Việt á, mấy cô chú cũng cô không phải là cố gắng là làm cái gì nó cũng ra cái đó để cho con cháu của mình á. Giữ lại cái giống như múa lân rồi nè. Rồi tết rồi này chiến nọ. Giữ lại cái này nét cái truyền thống. Very good. Rau ăn được hết rồi. Yeah, all the lettuce. Thấy không? Why do you call lettuce rau? Rau. Rau is everything green. Everything green, okay, gotcha. Lettuce itself we call it cải. But you're talking cải about... Cải salad. Cải salad, oh yeah. Yeah, when you hear here, say cải salad, come to cải salad. Thế rồi Quỳnh kêu bằng gì? Mình kêu bằng salad. Lettuce. Lettuce. But that's actually not all the just everything green. Very good. Ăn đơn giản. Yeah, very satisfying meal. Có rau, có đậu nhiều, ăn cũng hết trơn. Ăn mấy cái cuốn này á, nó no 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 thì thôi chứ nó không có no dai. Tại rau nhiều quá. Ăn nó còn nửa rau. Oh. So happy our fridge was still under warranty. Oh yeah. So yeah, they didn't charge us for that service call because it was a part that they replaced when they came out like a month after or 2 months after we. Oh, and then it's broken again. Yeah, but they have a warranty on that part. It's actually out of warranty. This is not a really good one. But it keeps breaking. Yeah, it's keep breaking. Cái tủ lạnh nhà Ngọc á, Ngọc kêu Ngọc tưởng tủ lạnh là ok, cái này cái này ok, chứ thật sự ra bữa giờ về sửa chắc lần sửa chắc 5 lần đó mẹ. Mà bình thường cái tủ lạnh mà có cái cần đá đó là nó hay bị hư lắm. Có bên thí nghiệp đó, bên thí nghiệp nay cũng hư cái chỗ lấy đá đó. But now it's because it only has a 1 year warranty, so it's already out of warranty. Anything else breaks. Cái tủ lạnh mình bày a warranty for appliances. Yeah, extended warranty. Or ask Elizabeth. Nó hư cái chỗ lồng đá thôi chứ tự nó mà tủ lạnh mình đâu hư gì đâu. Xong cái lồng này là hết warranty rồi đó. Mà thật. Một năm rồi đủ năm rồi. Đủ cái hàng ấy rồi. Sao mà nó hư nữa là bắt đầu phải bỏ tiền ra nữa đó. Không có là hàng nó tới nó làm không có tốn tiền phải không? Có cái này là tại vì còn warranty. Bảo hành. Còn bây giờ là hết bảo hành rồi đó. Rồi là chuẩn bị phải mua cái gói bảo hành ở ngoài. Nó có một cái gói bảo hành bữa cô Elizabeth nói con là bảo hành vừa cho tủ lạnh nè, vừa cho máy nướng nè, vừa cho máy rửa chén nè. Hết bảo hành.
mình trả anh tháng nhiêu đó là cứ hư là ta tới sửa, hư là ta tới sửa. Có cái hư là hư chỗ làm đá thôi, đá nó sẽ xuống được, so cái mấy chỗ khác nó không có bị hư. Unfortunate how all this new technology breaks. Hey, what did we do with our old fridge? The fridge truck came with the house. I don't remember. It, we threw it out. It was broken. No, mà người ta kêu lại sửa rồi mới kêu tiếp tiếp cái lạnh quá đi. With exposed wire. Ba không biết cái gì cứ kêu hoài. Cái tủ lạnh mà ngày xưa mà cái căn nhà này bán à, mà để lại cho con cái tủ lạnh đó đó. Yeah, they had cái tủ lạnh đó mà cái hiệu của nó mà nếu mà mình search lên mạng á là nó bán tới 90.000 đô một cái. Đúng không? Mà nó cũ quá, nó ấy quá rồi, nó hư cái gì á. That's why we had to replace it. That's why we replaced it. Tại vì mình đừng làm nước đá bằng cái đó nữa, mình cứ để nó lại, nó không có làm nước đá. Nó không có học làm nước đá mà nó bị hư cái gì. Yeah, it had like open wires inside of it. Nó không có lạnh mà nó bị sao đâu, quên mất cái gì lâu quá. Không nhớ mấy cái đó. Bên thiên nghiệp hư cái chỗ làm nước đá thì bỏ chỗ đó luôn, đi thì sửa luôn. Để tự mình làm nước đá mình uống. Because the one in the garage is the one that was always in the garage. Yeah. And that's the one from our old store, and these are from our stores. Không, mà có làm cái cháo thì rất là tiện lợi. Nó tiện thì biết, nhưng mà tủ hoài mắc quá, nó dài lâu tháng nó hư rồi. Cái này không có nước thì nó khô. Mà có nước, không có nước thì nó bể, có nước thì nó... Oh, it's breaking apart, right? Mốt không có mùi của tráng này nữa. Yeah, I'm good. Tráng để một cái khô, một cái ướt. Rồi là nó thấm qua thấm lại nó em. Cái bánh tráng mà cái nãy đầu tiên con đưa ba mới ok. Anh bảo hôm qua mới đi về quê thăm bà nội. Xong rồi chị Ngân chỉ gửi cho con cái đoạn video. Mà biết có gửi mẹ ba chưa? Vin là nó vô nó ôm bằng ấu. Ui trời là nó hung hà. Hung từ trong ra ngoài luôn. Tự nó biết như vậy chứ mình đâu có kêu không đâu ha. Nó quen, bình thường mà nó quen với bà cố như vậy rồi. Nên nó về là tự nó biết chạy vô, nó kiếm bà cố, nó hung, nó ôm, nó thân tình ghê lắm. Đi tới chỗ trạm dừng chân mà mua cái hộp cơm bắp là không bao giờ mở ra, cầm hoài vậy. Đi tới nhà rồi lên bà cố mở, hai bà cháu ăn vậy nó mới ăn, chứ còn không có ăn một mình. Lúc nào đi tới chậm chân cũng ngồi học cái bắp á, tưởng nó nghĩ là bà cố thích á. Nó lúc nào đi tới chậm chân cũng ngồi học cái bắp. Đi về nhà chị Ngân đi sáng đi chiều về không được. Đúng rồi, sao lâu quá mới về phải chơi hai tiếng ngồi đêm. Ngủ lận đêm đi về lên liền mệt lắm. Ngon ghê, công nhận cái không có mấy chị hỏi Ngọc á, cái đồ mà để cuốn chả giò này nè, giòn giòn á là cái gì nào? Daddy, can you go to the fridge and give it to me? Có là ở Việt Nam á, Ngọc không biết có bán không á, mày thấy Việt Nam có bán không? Chắc có. Cái này là hình như hiểu của người ông trên mấy con ăn đá. Daddy, cái hiệu này là của người Hoa làm nè, rồi nhập khẩu qua bên cái này của Singapore. Ồ, cái này Singapore mày ơi. Bên Việt Nam mình có cái lá cuốn chả giò, nhưng mà cái lá mềm. Của Singapore nè cả nhà. Cái lá mềm chứ nó không có cái lá mềm. Nào giờ còn không biết rồi, không có để ý là nó làm tại đâu luôn, mà bây giờ nhìn nó mới thấy là tại Singapore nè. Ngon lắm, cái lá này ngon vô cùng ngon. Với lại là cái chả giò mà nó ghế giống như là bánh hỏi vậy đó. Thì cả nhà mình có ai ở Singapore không ăn cái hiệu này đâu. Ừ, rất là ngon. Là đi, nói chung là đi cái chợ nào ở bên này cũng thấy cái hiệu này bán không, mà cái mấy cái hiệu khác mấy in Singapore. Yeah, spring roll pastry. Ngon lắm. Ăn phải còn cực kỳ đã, vừa giòn mà nó dày đó mày ha. Việt Nam mình cái thì mẹ nghĩ chắc cũng có nhập qua. Oh, it's got a Vietnamese too. Mm-hmm. Right here in Vietnamese. It tells you everything about it. Bang, trang, bot me. Mất nhắm một mì. À. Đã ăn ngon lắm. Có chị với hỏi Ngọc không? Mua cái này mua đâu? Con ngon này đã làm sao? Vừa giòn vừa mặn mặn. Có rau, dẻo dẻo, thơm. Ngọc là mỗi ngày cho ăn bánh tráng đều được luôn. Ngày ăn 3 lần cũng được. Cứ bánh tráng cuốn cái đói bụng là bánh tráng cuốn, đói bụng là bánh tráng cuốn. Đi trang bà nội. À, bà nội Ngọc á, nội cũng thích bánh tráng cuốn. Ngày nào cũng vậy. Là cái cô ở mà làm chung với lại làm ở nhà á, mua cùng tập theo chút xíu nè.
và về sắc cái thịt heo mỏng ra, luộc ra rồi cuốn cho bà ngoại bà nội là một ngày là hai cái bánh tráng cuốn, chấm với lại nước bất mặn rồi. Ngày nào cũng phải có hai cuốn vậy cho bà, không có cần rau, không cần bún, không cần gì hết. Bánh tráng cuốn với lại cái thịt đó thôi. Hay thì cái giá hả? Mình từ nào giờ là không có bao giờ ăn nước mắm pha nha cả nhà. Chứ sao hồi trẻ trẻ con không nhớ là ăn nữa rồi. Tự nhiên lớn tuổi ăn nước mắm mặn không thôi. Rót miếng nước mắm rồi chấm ăn ngọng. Nhưng sao ba nước tương không ba? Cũng có chịu ăn mà nước mắm pha. Mà ba nước tương không à? Nó còn trồng lạnh nữa không? Cha là cũng vậy, cha cũng thích cái đó. Nhớ cha, nhớ cha còn sống không? Cha mua, dễ vô cùng dễ luôn rồi. Mua bánh hỏi hoặc là mua bánh ướt gì ở ngoài chợ ha. Ừ. Có bịch nước mắm pha nhưng mà về mẹ không ăn. Ừ. Rót nước chén nước mắm mặn ra cho ăn, chấm ăn chứ không có ăn nước mắm pha. Em nội thì dài con cá nục hay là con cá bạc má hay là miếng cá ngừ vậy đó ha. Lấy bánh tráng ra cái để riêng rau cải vô cái là. Chị Vinh mà bữa ghé vô nhà mình á, với anh Bảo bọn mình mẹ làm em nghe chị Vinh ơi. Ngọc hả, cho chị hỏi cái mẫu thử, cái mẫu thử nước hoa của em có hàng ở bên còn hàng bên Mỹ này có chị Vinh ơi. Chị hả, vậy mấy chị hai cái mẫu thử của nữ với lại ba bạch trà giảm cân nha, tính nhắn tin cho em mà biến mà gọi đại rồi. Ba bạch trà giảm cân với lại hai mẫu thử cho nữ ha. Ừ. 3 Slimming Tea and 5 Mil Cibello, 5 Mil Infinity. Oh, very nice, very nice. Mm. Thank you so much. Hope you enjoy our products. Mày xin tội mà nào không coi video hết trơn. Mình bảo hổng, chị giận mà mình quên, hả? Mai mình quên. Ha, có giận không? Có. Giận từ nào hả? Lúc qua mẫu thử về kêu chị. Có. Hôm nay quên. Không á. Hồi sáng giờ á là Ngọc ăn. Giờ là 6 giờ tối. Hồi trưa trưa cái chừng 11, 12 giờ là Ngọc ăn sữa chua với thanh long với lại bơ cắt chung vô. Rồi tới giờ Ngọc mới ăn cái này luôn á. Rồi giờ 6 giờ tối rồi. This is my second meal today. Okay, good. My first one was a yogurt, dragon fruit, and avocado. Oh, okay. Rồi cả nhà ơi, cái video clip bữa nay ngon quá cả nhà. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã dành thời gian ra đây để xem cái video clip của gia đình mình mỗi ngày. Hy vọng là cả nhà thích những cái video clip như thế này. Chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào những ngày tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye. Tạm biệt cả nhà. Cả nhà.